các bạn có thắc mắc liệu bad boy có phải là một f boy hay không? F boy thì có thể là một bad boy, nhưng bad boy chưa chắc là một f boy đâu nha. F boy chính là level cao nhất trong giới bad boy đấy, cũng là người được lòng các bạn nữ nhiều nhất luôn. Lúc nào cũng biết cách chiều chị em hết, luôn luôn làm cho chị em sung sướng này. Khi các chị em buồn thì f boy luôn có mặt rồi dắt chị em đi đến một nơi mà chị em chưa từng biết luôn nha, trải qua những cảm giác lạ và hấp dẫn. Và đặc biệt là chị em sẽ bị căng bụng. Đúng rồi, F-boy ở đây chính là food boy đó. Vì người ta có câu con đường đến trái tim của người phụ nữ là con đường đi qua bao tử mà, đúng không? Thêm một ít nước hoa nữa, chả chiết thôi chứ làm gì có nhiều mà mua chai to. Tuy là nó nhỏ nhưng mà dùng được khoảng 3 tháng đấy, không có ít đâu. Vậy thì chần chừ gì nếu mà không lên một outfit dắt chị em đi ăn một bữa thật là no và ngon. Outfit hôm nay đến từ Dream Baggy, rất là đẹp trai, lịch lãm và nhiều tiền, đúng không? Khi nào thì con trai sẽ trở nên quyến rũ trong mắt các bạn nữ? Là khi con trai không mặc áo hả? Cái này thì chắc chắn bạn nữ nào cũng thích rồi. Thêm ông nào có thêm Xicula ở trên bụng nữa thì... Ngoài ra khi mặc áo sơ mi thì con trai cũng sẽ trở nên quyến rũ. Hay thử thắc mắc tại sao chỉ có số cái áo sơ mi mà không có số cái áo thun? Hợp lý không? Sơ vin vào nhá. Cái này là quần size tát, cho nên á là nó có cái siết eo ở đây nè, cũng khá là tiện. Còn một cái nó còn gây chí mạng hơn nữa nè. Sau mà buổi đi chơi, ăn uống, chỉ cần các bạn nói để anh trả cho nha, lúc đấy thì chắc chắn các bạn sẽ tăng được 10 điểm quyến rũ luôn. Nhìn ví có vẻ mỏng đúng không? Nhưng mà người chơi hệ xài thẻ đó, mình chọn ví mỏng là vì khi mà mình bỏ trong túi quần ấy, nó sẽ không bị cộ. Hãy mong đủ crush hoặc là người yêu đi ăn hoặc là đi chơi để thể hiện sự quyến rũ của mình đi nào. Outfit hôm nay của mình trông rất là sang và có một chút quyến rũ đúng không? Các bạn nam tối nay đi quẩy với crush hoặc là người yêu thì ăn mặc như thế nào để gây được ấn tượng đây? Hôm nay chúng ta sẽ hóa thành bad boy với skinny jean nhé. Muốn có một cái outfit đẹp nhất như mấy anh bad boy ấy thì phải là skinny jean. Tất nhiên là không sử dụng cái áo trắng này rồi. Áo thun đen, form fit, nhất định phải là màu đen nha. Vì ông nào bụng bự ấy thì nó còn che được nè. Đeo thêm một cái thắt lưng bản 2.3cm. Outfit như bad boy, muốn đẹp nhất chắc chắn phải dùng Chelsea boot. Và có một sự thật là mình không bao giờ để điện thoại, ví hoặc là áo mưa ở trong túi quần hết á, bởi vì nó rất dễ bị hư và phồng túi ra trông rất là xấu. Cho nên là mình sẽ sử dụng túi. Cái túi này đến từ một brand túi của Việt Nam, độ hoàn thiện khá là tốt và da cũng trông rất là đẹp, trông cũng giống như một fashionista lắm đúng không? Thêm một ít phụ kiện, dây chuyền này và đừng quên nước hoa nha. Mùi hương này đậm chất bad boy luôn đấy. Chai này chỉ 10ml thôi, mình dùng được hơn 2 tháng rồi đấy, còn nửa chai dùng cũng khá là lâu. Bạn nam nào mà tinh tế thì sẽ mang thêm một cái áo khoác nữa. Các bạn biết tại sao không? Ok, bây giờ thì chúng ta đã có một cái outfit đẹp để tối nay đi săn mồi rồi, đúng không? Các bạn nam cần làm những gì để có thể bắt chuyện với crush? Tưởng chừng là nó khó lắm đúng không? Nhưng có tù ở đây rồi mà. Đầu tiên thì các ông hỏi thăm này, nhưng mà hỏi kiểu em ăn cơm chưa thì say goodbye đó nha. Phải nói như thế này nha. Alo bé à, anh mới ăn cơm xong á, em có đói không? Để anh xếp đồ ăn qua cho nha. Đấy, nói như thế thì bạn nữ nào mà chả khoái, bạn nữ nào thích ăn mà. Có một cách rất là phổ biến nhưng lại cực kỳ hiệu quả luôn, đó là rap story. Nhưng mà có nhiều ông lạ lắm, muốn gây sự chú ý rap story của người ta xong rồi chê người ta. Trời, hãy khen các bạn ấy đi nha. Nhưng mà khen xinh thì nó xưa quá rồi, ai cũng khen xinh giống nhau thôi. Khen tóc tai mắt mũi này, nói thật chứ các bạn nữ thích được khen lắm nha. Rồi các ông bỏ chút thời gian xem thử là crush thích cái gì, xong rồi mình tìm hiểu theo cái chủ đề đấy luôn. Lúc đấy hai người sẽ có cùng tần số để nói chuyện. Tôi chắc chắn là bạn nữ nào cũng thích cái ông mặc cái áo này hết á. Biết tại sao không? Hãy nhìn đây, chắc chắn bạn nữ nào cũng thích luôn. Nói thật, outfit hôm nay phải nói là cực kỳ bad boy luôn nha. Và mình có một món quà đặc biệt dành cho các bạn. Các bạn nam muốn có một outfit đẹp để đi chơi với crush với 5 lít thì cần chuẩn bị những gì? Cực kỳ đơn giản luôn. Một chiếc quần baggy phông rộng màu đen này, 165 cành. Mùa hè thì mình mặc t-shirt thôi, đâu đó 150 cành. Form áo nó rất là đẹp luôn. Thun này thì thun hai chiều nhá, không thể nào đòi hỏi hơn được đúng không? Thêm một cái varsity nữa, 169 cành đấy, tin được không? Cuối cùng thì tận dụng giày cũ nhá, đôi giày quốc dân mà. Nếu như mà có dây chuyền á thì mang thêm vào nha. Ok, bây giờ thì chúng ta đã có một cái outfit vừa rẻ lại còn vừa đẹp nữa. Việc cần làm bây giờ là rủ crush đi xem phim thôi nào, đúng không? Các bạn nào có đang muốn lái máy bay không? Không biết dạo gần đây sao con trai lại thích lái máy bay vậy nhỉ? Vì khi yêu sẽ được các chị chiều chuộng hơn hả? Đúng rồi, vì các chị luôn là người hiểu chuyện mà. Và các chị cũng ít giận hờn vu vơ nữa. Về khoản giận hờn vu vơ thì con trai nó cực kỳ khó chịu luôn ấy. Nên là các bạn nữ hạn chế lại nha. Nhớ là hạn chế lại nha. Ngoài ra các chị còn mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình khi yêu nữa này. Đặc biệt hơn còn được các chị chăm lo từng ly từng tiếng nữa. Thế thì bảo sao các ông con trai lại không thích cho được đúng không? Hôm nay mình sẽ lên một cái outfit khiến cho các chị thương. Nó đây, ở trên cổ hiện tại nó hơi trống trải, cho nên là mình sẽ đeo sợi dây chuyền bản to này. Hợp đúng không?
Ok, một outfit vừa trẻ trung vừa năng động. Đặc biệt hơn là chưa tới 5 lít đâu nha. Bây giờ thì rủ các chị đi chơi, cho các chị ngắm cái outfit của mình, để các chị thương thôi nào. Các bạn nam cần chuẩn bị những gì để gây ấn tượng với crush trong ngày đầu hẹn hò? Ngày đầu hẹn hò với crush nghe có phải sai sai đúng không? Nhưng mà chính xác hơn là ngày đầu tiên được đi chơi riêng với crush đấy. Dễ gì đi chơi riêng được với crush đâu. Và nên chúng ta cần phải ăn mặc bắt mắt một chút, gọn gàng thêm một chút nữa, để khi mà mình đi bên cạnh crush ấy, crush còn hãnh diện về mình nữa. Quá hợp lý luôn. Mình sẽ chọn Chelsea boot để ăn da được chiều cao nhé. Còn lịch sự nữa, nếu mà không thích boot thì có thể đổi sang giày da, cũng rất là đẹp luôn. Nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, rất là liền mạch. Vậy nên mình sẽ chọn một chiếc áo blazer màu sáng. Blazer khác biệt một chút thì nó mới nổi bật được. Sau khi mà chọn xong đồ rồi á thì cần phải thơm nữa nha. Thêm một chút nước hoa nha. Mùi hương của Bad Boy Dior Sauvage, một mùi mà khiến cho chị em xao xuyến. Mình cũng là sinh viên như các bạn cho nên là mình chọn chai chiếc thôi. Xài cũng được hơn 2 tháng rồi đấy, còn nửa chai. Ok, bây giờ thì trông mình vừa đẹp, vừa thanh lịch mà lại còn vừa thơm nữa. Crush phải đổ mình đứa đưa đưa thôi, đúng không? Các bạn có thắc mắc tại sao con trai hay để tay lên đường người yêu khi lái xe không? Có một sự thật mà chẳng bằng nữ đầu tiên cả. Đó là con trai chúng tôi sợ các bạn bị rớt giữa đường đó. Mà rớt để mình lượm lên lại á thì nó đau lắm luôn ấy. Nên là phải để tay lên đường để biết là à, người yêu của mình nó chưa có rớt, vẫn còn xe. Đặc biệt hơn là khi cô ấy mặc váy ngắn hay là quần short ấy, thì để tay lên đường để che chắn cho các bạn đó, tránh những tình huống hớ hay này. Thế mà các bạn nữ á, toàn nghĩ bậy cho con trai không à. Chúng tôi á là chỉ muốn đánh dấu chủ quyền. Cái cô mà ngồi sau xe này này là của chúng tôi á, hiểu chưa? Đây là outfit hôm nay, streetwear khá là năng động đúng không? Điều đặc biệt là mình mua cái áo này được tặng cái t-shirt cực kỳ chất lượng luôn. Và cái jacket thì nó cũng rất là dày luôn ấy. 15 tháng 4 này 5am sẽ tặng cho các bạn khi mua cái áo jacket này, tặng một trong ba món quà, trong đó có một cái t-shirt này. Các bạn có quyền chọn nha, đấy là điểm đặc biệt. Bây giờ thì alo cho cô người yêu, dắt cô ấy đi ăn một bữa thật là no đi nào, đúng không? Các bạn nghĩ sao về việc crush là bạn thân? Thật sự thì bạn thân là một người cực kỳ hiểu mình mà chẳng ai hiểu mình bằng nó cả. Biết hết tất cả về mình, từ cái mình thích, kể cả hành động của mình luôn. Lúc mình vui buồn, cảm xúc mình thế nào thì nó cũng biết hết luôn. Biết quá nhiều rồi thì mình phải phạt nó thôi. Mà phạt nó làm người yêu mình nhỉ? Hãy nhanh tóm lấy cơ hội này và bày tỏ trực tiếp đi nha. Nếu lỡ có không đồng ý thì không sao đâu, chúng mình vẫn là bạn tốt mà. Còn nếu mà giữ trong lòng không nói ra là người hối hận là các ông đó. Chần chừ gì nữa mà không lên một outfit thật đẹp, rủ cô ấy đi xem phim, thổ lộ tình cảm của mình thôi nào. Outfit hôm nay thì có phần hơi good boy một chút. Điểm nhấn là cái quần nè, đẹp không? Đi học mà mặc set này chắc là nổi bật nhất lớp luôn. Tại sao các bạn lại có suy nghĩ là vì mình không có tiền nên không ai yêu? Đừng gọi phí như thế nữa, lớn cả rồi mà. Hãy biến mình thành một người hấp dẫn đi. Mình nghe nhưng mình biết cố gắng, thiếu chỗ nào gấp đôi chỗ đó. Nhầm rồi, thiếu chỗ nào bù đắp chỗ đó. Biết nhìn nhận phấn đấu và cải thiện bản thân. Đừng trách cuộc đời làm gì, khi cuộc đời bạn là do bạn quyết định mà. Vậy nên hãy cố gắng nỗ lực để trở nên giàu có. Tự nhiên thấy hôm nay mình lại mang dép đúng không? Tại vì dạo gần đây mang giày hơi đau chân. Và đây là dép cải thiện sức khỏe. Đôi dép được làm bằng đế trấu, từ trên xuống dưới trông như một trai hàng vậy đó. Đến cả dép cũng giống luôn mà. Cố lên, mạnh mẽ lên, hãy tự tin vào bản thân mình, đúng không? Các bạn nam đi chụp kỳ yếu thì nên chuẩn bị những gì? Tất nhiên là phải ăn mặc đẹp hơn hàng ngày rồi. Suốt 12 năm đi học chỉ có một dịp mà bỏ lỡ thì phí quá. Vậy nên chúng ta phải ăn mặc thật đẹp để có cái sau này gọi là kỷ niệm. Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn gặp mặt bạn bè, kể cả crush. Có thể bây giờ các bạn thấy nó không cần thiết, nhưng sau này bạn sẽ thấy hối hận đấy. Hãy để những năm tháng cấp 3 cuối cùng trông qua một cách rực rỡ bằng những bộ ảnh thật đẹp, với những outfit trông thật là cool và ngầu, đúng không? Chúc các bạn thi đại học tốt và đạt được điểm cao. Các bạn nghĩ sao về việc crush một người mà mình không nên thích? À, nghe vô lý nhỉ? Trong khi mình đang cực kỳ thích một người mà lại nghe những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Con đấy yêu làm gì? Ăn chơi, hư hỏng, ngủ ngày, cày đêm. Nhưng mà không cản bước được mình thích người ta. Cùng ý chí sinh tồn đến Seibuya, mặc dù biết là không tốt nhưng vẫn thích người ta. Ai chích tiệt, cái thằng chích tiệt thì mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nhưng có một sự thật là đôi giày mà đã không vừa sai với các bạn rồi á thì các bạn có cố gắng mang nó cũng không có thoải mái được đâu. Ở thế nó mới có câu nên yêu một người yêu mình hơn là một người mình yêu. Thôi, nó nhiều quá rồi. Bây giờ thì lên một outfit, đi cà phê và tìm kiếm người yêu mình thôi nào. Ai rồi cũng phải đi đám cưới của người yêu cũ. Lúc đấy thì mình có nên mặc đẹp không ta?
Có chứ, tại sao không? Người yêu cũ bảo bad boy thì đi yêu, còn good boy là để cưới. Mình mặc bad boy nhiều quá, cô tưởng mình là bad boy thật. Thực ra mình là một good boy, nhưng mà bad boy khi cần thiết. Như thế nó mới thú vị. Mình sẽ hóa thân thành một bạch mã hoàng tử, để cho cô ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi mình. Nhiều khi lại cứu được em hay chị của cô dâu thì sao? Lúc đấy thì đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thực ra mặc set này mà đi xem phim với crush thì chắc crush cũng đổ ha. Thôi, đi đám cưới thôi nào.